Nếu cứ như vậy thì mình sẽ làm tổn thương nhau. Nên đợi khi nào bình tĩnh rồi. Anh lo cho em sẽ bị tổn thương sao? Bây giờ anh sợ là em sẽ bị tổn thương hơn nên lo lắng cho em hả? Tại sao bây giờ anh mới trở nên lo lắng cho em vậy? Đây là tương lai mà anh nói với em hay sao? Sao anh không nói gì? Sao anh lại làm như thế anh đã chết rồi và ở bên cạnh cô gái đó? Sao anh làm như vậy? Sao tự nhiên lại quay về đây? Mẹ mà không phát hiện ra thì anh định ở bên cô ta trọn đời luôn hay sao? Tụi anh đã kết thúc rồi mà. Thôi đi mà, được rồi, nè. Anh nói là anh đã cố gắng hết sức để trở về với em. Và nghĩ đến em sẽ khiến anh vượt qua tất cả. Hóa ra chỉ là nói dối. Không phải đâu. Anh đã bỏ rơi em, anh đã nói dối em, anh lừa gạt em còn gì? Được rồi. Không phải. Cái tình khốn này. Con phải nói sự thật sớm hơn chứ. Con nên thành thật và cầu xin Di Chi tha thứ đi. Tại con sợ. Con sợ lắm. Con sợ cô ấy bỏ con. Nếu Di Chi chọn vậy thì con phải chấp nhận. Con cứ nói thật rồi cho nó quyền lựa chọn. Vậy mới là yêu. Ba. Con người mạnh mẽ như vậy sao? Con cần có gì chi? Và muốn ở cùng với cô ấy. Nhưng lại không thể cho thấy dáng vẻ của con. Con không thể làm vậy được. Chúc hai người hạnh phúc. Hạnh phúc tới trăm năm. Tôi cũng là thành viên trong nhóm đua xe. Tôi biết mối quan hệ trước đây của hai người. Cô tinh ý hơn tôi nghĩ nhiều đó. Đưa được anh ấy ra khỏi đây là mọi chuyện kết thúc. Muốn biết về thời gian ở Mỹ cứ gọi tôi đi. Tôi sẽ kể hết mọi chuyện cô nghe. Chia tay. Cô gái đó đến hôn lễ của chúng ta mà. Cô ta còn đến sửa khi chúng ta mới cưới nữa. Cùng đi đến Mỹ hả? Anh nói em đến đó sao đi? Để đi với cô ta hả? Ngồi đi. Còn qua lại với nhau thì anh lấy em làm gì? Tụi anh đã kết thúc trước khi gặp em. Và tụi anh đến Mỹ vì lý do riêng. Anh đi cùng với nhóm anh. Cô ta đi với nhóm cô ta. Đừng biến anh thành một tên đê tiện.
anh sẽ không biện minh luôn. Đừng biện minh mà giải thích đi. Anh không thèm liên lạc với em vì anh cần người phụ nữ đó, có phải không? Anh trả lời đi. Anh không biết là mình sống hay chết. Không có cái gì chắc chắn hết. Anh mở mắt ra thì đã thấy cô ta rồi. Ai ở đó thì anh sẽ nắm tay người đó. Như vậy là phản bội đó. Anh nói là anh không quan tâm. Chuyện ba của em chết và mẹ em thì đi tù còn gì. Anh nói chuyện như thể anh là một con người rất là rộng lượng. Anh mặc kệ em chờ đợi anh đến héo mòn, còn anh thì đeo bám người khác hả? Đây là tình yêu sao? Sao anh lại biến em thành một kẻ đáng thương như vậy? Có bằng anh không? Bi thảm hơn anh không? Nếu như em bỏ lên tầng 2 thì dù có muốn nói cái gì anh cũng không thể đuổi theo em được. Em đang giận anh nhưng anh không thể ôm lấy em được. Anh cũng không thể níu giữ em lại được. Anh không thể làm bất cứ cái gì hết. Em nghĩ là em đáng thương hơn anh sao? Nếu so bì ai thảm hơn thì người đó phải là em, vì em bị anh phản bội mà. Em có đảm bảo là khi anh không có ở đây thì em không hề dựa dẫm và rung động với Hoa anh không? Chưa từng phản bội anh không? Em có dám khẳng định điều đó không?